Nếu chúng ta không có khả năng có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, nếu chúng ta đi tìm hạnh phúc ở tương lai hay là tiếc nuối hạnh phúc đã có trong quá khứ, thì chúng ta đang đi ngược lại với những pháp môn của Đức Thế Tôn đã từng giảng dạy. Chúng ta thường để cho tương lai lôi kéo. Chúng ta hay nghĩ đến những cái thành tựu của tương lai. Chùa làm chưa xong, chúng ta mong ước tới ngày chùa được giấy phép, chùa được xây cất. Và chúng ta nghĩ rằng khi mà đã xây cất xong rồi thì chúng ta mới có hạnh phúc. Chưa đến mùa thi, chưa thi và chưa đậu thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta chưa có hạnh phúc. Và vì vậy cho nên chúng ta đã sử dụng cái hiện tại. Chúng ta đã không có khả năng an trú và có hạnh phúc trong hiện tại. Chúng ta dẫm đạp trên hiện tại để chúng ta mơ ước một cái hạnh phúc trong tương lai. Vậy thì giáo pháp hiện pháp lạc trú, nếu chúng ta thực tập được thì chúng ta có thể có hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại. Mà có hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại, điều này cũng không khó khăn gì mấy. Tại vì chúng ta đã có những cái điều kiện để được hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại. Nhưng mà tại vì chúng ta không có mặt trong giờ phút hiện tại một cách sâu sắc, cho nên chúng ta không có nhận diện được những cái điều kiện đó của hạnh phúc. Và ta than phiền rằng ta không có đủ điều kiện để có hạnh phúc. Vì vậy cho nên chúng ta mới mong cầu về tương lai. Khi hai lá phổi mình còn tốt, khi không khí quanh mình đang còn trong sạch và mình có thể thở vào, thở ra một cách thong thả, đưa vào người dưỡng khí, thì nếu mình thấy được đó là những điều kiện của hạnh phúc thì mình có hạnh phúc liền lập tức. Khi hai mắt mình còn sáng, mở mắt mình có thể thấy được trời xanh, thấy được mây trắng, thấy được cái khuôn mặt của những người thân của mình, thì tự nhiên hạnh phúc nó có mặt. Khi biết rằng trái tim còn đập bình thường, thì chúng ta tự nhiên có cảm giác biết ơn trái tim của chúng ta và chúng ta có hạnh phúc. Có biết bao nhiêu người không có được một trái tim hoạt động bình thường, họ nghĩ rằng họ có thể bị cuộc khủng hoảng về tim bất cứ lúc nào, và cái điều họ mong ước rất là sâu xa là có được một trái tim bình thường. Họ nghĩ rằng khi mà họ có một trái tim bình thường như người khác, mà có bao nhiêu người khác xung quanh họ có trái tim bình thường, thì họ sẽ sung sướng nhất đời. Và họ nhìn quanh, họ thấy những người có trái tim rất bình thường mà không có hạnh phúc. Và vì vậy cho nên cái ý thức, cái chánh niệm biết rằng mình có hai mắt sáng, mình có hai lá phổi, không bị lao, không bị ung thư, mình biết rằng có một trái tim đang hoạt động bình thường, biết được như vậy thì tự nhiên hạnh phúc nó đi tới một cách dễ dàng. Và cái khả năng biết đó ở trong đạo Phật gọi là chánh niệm, smriti. Đó là ba cái điều kiện của hạnh phúc mà chúng ta đang có. Và nếu chúng ta trở về giây phút hiện tại để quán chiếu, thì chúng ta có thể tiếp xúc được hàng ngàn cái điều kiện hạnh phúc như vậy trong ta, và hàng ngàn những cái điều kiện hạnh phúc như vậy quanh ta. Và vì vậy cho nên trong cái giáo pháp hiện pháp lạc trú này thì chúng ta thấy rằng những điều kiện hạnh phúc của chúng ta đã quá dư thừa cho chúng ta có hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Và cái chìa khóa của hạnh phúc là sự trở về thanh tâm hợp nhất và an trú ngay trong hiện tại. Khi chúng ta trở về trong hiện tại thì chúng ta có cơ hội và khả năng nhận diện được
những cái điều kiện hạnh phúc đang có sẵn. Và bất cứ ai trong chúng ta cũng đều biết rằng những cái điều kiện đó nó có dư thừa để mình có hạnh phúc. Và khi mà đã tiếp xúc được với những điều kiện có hạnh phúc đó rồi thì mình sẽ không nôn nao, nóng lòng đi tìm cầu thêm những điều kiện khác. Mà mình nghĩ rằng chỉ có thể đạt tới trong tương lai. Thiền pháp lạc trú, dwelling happily in the present moment là một giáo lý của Bụt. Và chúng ta phải thực tập trong đời sống hàng ngày. Đi cũng hạnh phúc, ngồi cũng hạnh phúc, nấu cơm cũng hạnh phúc, rửa nồi cũng hạnh phúc, cưa củi cũng hạnh phúc, đốt lò cũng hạnh phúc, thấy được sư anh cũng hạnh phúc, thấy được sư chị cũng hạnh phúc, và được chia sẻ cái giáo lý màu nhiệm của Đức Thế Tôn cho một người thiền sinh tới với chúng ta là một hạnh phúc. Hạnh phúc tràn trề, nhưng mà chúng ta vì không an trú được trong hiện tại, không tiếp xúc được với những điều kiện của hạnh phúc đó, cho nên chúng ta nghèo khổ, chúng ta không có khả năng có hạnh phúc, và chúng ta mới bồn chồn lo lắng, nghĩ tới tương lai hay nghĩ tới một địa phương khác. Thiền pháp lạc trú và kinh người biết sống của mình cũng có liên hệ mật thiết đến cái giáo lý gọi là vô đắc. Vô đắc nghĩa là vô cầu. Vô cầu nghĩa là không cần phải đi tìm tòi cái gì nữa. Tất cả những điều mình muốn, mình đã có rồi. Nếu mình có tuệ giác về vô đắc thì tự nhiên mình thực tập ngay được cái phép thiền pháp lạc trú một cách rất là dễ dàng. Tại sao tôi phải chạy đi tìm cầu một cái gì nữa? Tất cả đều có trong tôi, từ cái tự tính giác ngộ, từ cái bồ đề tâm, lòng thương yêu, tất cả mọi cái đó đều có sẵn. Tịnh độ của Đức Di Đà nó cũng có sẵn trong tâm. Và vì vậy cho nên tôi, dù là một em bé mới sinh, hay tôi là một chàng thanh niên vừa mới xuất gia họ 10 giờ, hay tôi là một người 70 tuổi, trong trường hợp nào tôi cũng là một hiện hữu màu nhiệm. Màu nhiệm như cái bông hồng ở trước mặt mình màu nhiệm lắm, và mình đừng có tìm cách đối mình thành một cái khác hay là một người khác. Một bông hồng nó đã là màu nhiệm lắm rồi. Một bông hồng không cần phải biến mình thành một bông sen mới là màu nhiệm. Một vị sa di đã có thể là rất màu nhiệm rồi. Vị sa di có thể có hạnh phúc tràn trề. Vì sao vì không cần phải là một vị tỳ kheo mới là có hạnh phúc. Theo cái giáo lý vô đắc và vô cầu thì tự thân của mình đã là một màu nhiệm rồi, đã là một phép lạ rồi. Và mình đừng có mong cầu trở thành cái gì khác. I am already what I want to become. Đó là cái giáo lý vô cầu, vô đắc, rất là sâu xa. Tôi đã là cái mà tôi đang đi tìm cầu. Và khi mà mình biết rằng mình đã là cái mà mình đang đi tìm cầu, thì mình dừng lại được. Và mình hướng được cái hạnh phúc chân thật và sâu sắc. Chúng ta là một người đang tập sự xuất gia. Ta có thể nói rằng sau khi được xuống tóc, được thọ mười giới, được gọi là sư cô, thì chúng ta mới hạnh phúc. Từ bây giờ tới đó thì chúng ta chưa được hạnh phúc. Nghĩ như vậy là sai. Tóc mình còn, giới mình chưa thọ, nhưng mà tâm bồ đề mình đã có,
Tại sao mình không có hạnh phúc ngay bây giờ mà phải đợi từng ngày, từng tháng, từng giây, từng phút cho đến cái lúc mình xuống tóc và thọ 10 giới? Và vì vậy cho nên người người đã thọ giới là người có hạnh phúc, mà người chưa thọ giới cũng có thể là người có hạnh phúc. Chúng ta phải ngồi yên nơi chỗ của chúng ta. Chúng ta phải biết rằng là ta đã là một mầu nhiệm rồi. Một bông hồng, nó mầu nhiệm không thua một bông cúc hay một bông sen. Nếu chúng ta bận rộn, nếu chúng ta không an trú được trong giây phút hiện tại, nếu chúng ta lo lắng, cho cái công việc chúng ta, nếu chúng ta sợ hãi rằng chúng ta không hoàn thành công việc của chúng ta, thì chúng ta sẽ không thể nào hưởng thụ được cái hiện pháp lạc trụ. Chúng ta bận rộn với cái chức vụ của chúng ta là người một người có trách vụ lớn. Ví dụ như là giám đốc một cái cơ quan, hay là tòa chú của một cái sơn môn lớn, một cái thiền viện lớn, và chúng ta để cái thời giờ của chúng ta để lo lắng làm thế nào để cho công việc nó trôi chảy ở trong chùa, trong viện, trong cơ sở. Mà nếu chúng ta quên mất rằng cái mục đích chính của chúng ta là thực tập thiền pháp lạc trụ, thì chúng ta đã thất bại trong cái sự nghiệp xuất gia của chúng ta. Tại vì mục tiêu của người xuất gia không phải là để thành tựu một sự nghiệp như là sự nghiệp một nhà bác học, hay là một người chủ trì một cái cơ sở lớn, một cái thiền viện lớn, một cái sơn môn lớn, hay là để trở thành một vị tăng thống, hay là một vị giáo thọ. Những cái đó không phải là mục đích của người xuất gia. Mục đích của người xuất gia là để trở thành một người có hạnh phúc. Và vì mình có hạnh phúc, cho nên mình có thể giúp người khác có hạnh phúc. Tại vì nếu chúng ta không có hạnh phúc, thì ta có gì để hiến tặng cho người khác? Mà cái hạnh phúc ở đây không phải là hạnh phúc được làm bằng năm thứ dục lạc. Tại vì theo Bụt dạy và theo kinh nghiệm chúng ta, năm thứ dục lạc làm cho chúng ta điên đảo, khổ đau. Hạnh phúc ở đây là khả năng an trú trong giây phút hiện tại, mà tiếp xúc được những mầu nhiệm của sự sống trong ta và xung quanh ta. Mà khả năng có thể an lạc, khả năng có thể tiếp xúc được với những mầu nhiệm đó, tức là cái giới, cái định và cái tuệ của chúng ta. Khi chúng ta ngồi xuống trên bãi cỏ chẳng hạn, chúng ta ngồi xuống như vậy để làm gì? Ngày nào mà chúng ta không ngồi xuống nhiều lần, có khi ngồi trên tảng đá, có khi ngồi trên bãi cỏ, có khi ngồi trên tòa cụ, có khi ngồi trên ghế, mình ngồi xuống một cái như vậy, mình phải ngồi như thế nào để cho cái ngồi của mình nó biểu lộ cái hạnh phúc của mình. Cũng như khi đi, khi đứng và khi nằm, mình phải đi như thế nào, đứng như thế nào, nằm như thế nào để trong người có hạnh phúc. Tại vì cái hạnh phúc đó rất là quan trọng, không những cho bản thân mà cho tất cả những người thân của mình. Ngồi xuống là phải ngồi với chánh niệm.
ngồi mà biết là mình đang ngồi xuống, và ngồi như thế nào để cái chánh niệm đó nó đưa tới tuệ giác. Và đưa tới tuệ giác á, thì cái ngồi của mình tiếp xúc được cả cái bản môn, tiếp xúc được cả tịnh độ. Thế thì Nguyễn Công Trứ có lẽ chưa được huấn luyện bằng sách tỳ ni nhập dụng thiết yếu, trong sách tỳ ni nhập dụng thiết yếu thì người ta ngồi bằng cái bài kệ là chánh thân đoan tọa đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa tâm vô sở trước. Nó có nghĩa là tôi ngồi ngay thẳng đây, tôi mong cho tất cả mọi người ai nấy đều có cơ hội ngồi dưới cội bồ đề và cái tâm tư hoàn toàn được thánh thơi, không vướng, không vướng mắc. Đó là bài kệ để cho các sư chú sư cô mới tu học thuộc lòng mà thực tập khi ngồi. Con ngồi xuống đây, ngồi thẳng, và con nguyện cho con và cho mọi người, người nào khi ngồi xuống cũng là ngồi như là dưới, ngồi dưới cây bồ đề để thành chánh giác và cái tâm rất là thảnh thơi, không vướng bận. Thì bây giờ trong sách Bước tới thảnh thơi, chúng ta có một bài kệ mới: ngồi đây, ngồi cội bồ đề, vững thanh chánh niệm không hề lãng sao. Hãy ngồi xuống chỗ nào, nơi nào mình ngồi xuống, dù là một gốc cây hay một bãi cỏ hay một cái ghế, chỗ đó là phải cội bồ đề hết, phải ngồi như vậy. Thế sĩ Nguyễn Công Trứ ngày xưa chắc là chưa được đào tạo theo cái phương pháp đó, nhưng mà không biết nhờ cái nguyên do nào mà thế sĩ cũng đã thấy được cái giá trị của cái cử động mà ngồi xuống. Có một lần ông viết như thế này: ngã kim nhật tại tòa chi địa, cổ chi nhân tầng tiên ngã tòa chi, ngàn muôn năm âu cũng thế ni, ai hay hát mà ai hay nghe hát. Mình viết nó lên trên bảng, tại bốn câu này rất hay. Ngã kim nhật tại tòa chi địa, tức là cái miếng đất mà hôm nay tôi đang ngồi lên đây, chắc là thi sĩ đang ngồi trên bãi cỏ. Cái miếng đất mà hôm nay, mà trên đó hôm nay tôi ngồi xuống, cổ chi nhân tức là những người xưa đó, tầng tiên ngã tỏa chi, là những người xưa đã từng ngồi ở đây. Mà ai là những người xưa đó? Ai là những người xưa đó? Người ta khi mình ngồi xuống, mình thấy có những cái lớp người, có những thế hệ người đã sinh ra trước mình và đã ngồi xuống. Ngồi như vậy đã không phải là cái ngồi tầm thường. Quý vị có nhớ cái bài thơ của thi sĩ Trần Tử Ngang: ai người trước đã qua, ai người sau chưa đẻ, nghĩ trời đất vô cùng, một mình tuôn dòng lệ ngồi đó. Và nhớ tới những người đã sinh ra trước mình và đã đi rồi, và nhớ tới những người sẽ sinh ra sau mình mà mình chưa biết là ai.
Hôm trước đi thiền hành, chúng ta có quán chiếu là khi mà chúng ta dẫm một bước chân có chánh niệm lên trên cỏ, thì chánh niệm của chúng ta phải hùng hậu để chúng ta có thể tiếp xúc được với cái gọi là đất thật. Đất thật gọi là thật địa. Mỗi bước dẫm lên thật địa, đó là chữ của Trần Thái Tông, bồ bộ đạp trước thượng thật địa. Thì nếu mà chúng ta tiếp xúc được với cái mảnh đất đó, chúng ta sẽ thấy đó không phải chỉ là một mảnh cỏ hay là một mảnh đất, mà đó có thể là xương cốt của cha ông chúng ta, trong hình thái con người hay là trong hình thái những con vật khác. Nếu chúng ta lấy tuệ giác của một vị Bồ Tát mà cầm một hòn đất lên mà nhìn, thì chúng ta thấy hòn đất không còn là hòn đất nữa. Hòn đất đó là xương, là thịt của những chúng sinh đã từng sanh ra, lớn lên và tiêu diệt ở nơi đất này. Và tất cả đều dính líu tới ta, tất cả đều là bà con họ hàng cha mẹ chúng ta. Gốc rễ của chúng ta không phải là chỉ là loài người mà còn là những loài khác nữa. Gốc rễ của chúng ta không phải chỉ là loài hữu tình mà cả loài vô tình nữa. Cho nên khi mà cầm một hòn đất lên mình nhìn cho kỹ, thì chúng ta thấy sự có mặt của những người của các thế hệ trước, những cái loài đã sinh ra trong những thế hệ trước. Họ đã sinh ra, lớn lên, già đi, chết ngay tại chỗ này. Và ta thấy rằng cái hòn đất mà ta cầm trong tay, nó có liên hệ mật thiết đến ta, và ta thấy ta có ở trong đó, và cái hòn đất đó nó có ở trong ta. Và khi bước một bước chân như vậy thì đại địa rung động, là tại vì cái tuệ giác chúng ta lớn quá. Chúng ta biết rằng đất, mảnh đất trên đó chúng ta bước chính là tự thân của chúng ta. Và nhìn thấy được cái hòn đất như vậy mới nhìn thấy được cái sự thật. Chứ còn cái con đường mà ta đi hàng ngày, dầu là đường xi măng hay là đường đất, mà không có chánh niệm, nó chẳng qua chỉ là một cái ảo mộng, một con đường trong ảo mộng, đi ở trong ảo mộng thôi. Chúng ta đi mà chúng ta không biết là chúng ta đi. Vì vậy cho nên cái câu của Trần Thái Tông á, bộ bộ đạp trước thực thực địa là như vậy. Tức là mỗi bước á, chúng ta dẫm lên, đạp trước tức là dẫm lên thực địa. Thực địa tức là miếng đất của thực tại. The soil, the land of reality, of the ultimate reality. Còn trong tinh mê, trong thức niệm, không có chánh niệm, thì chúng ta bước lên trên đất, nhưng mà kỳ thực chúng ta bước ở trên cõi mê của chúng ta. Chúng ta không bao giờ tiếp xúc được với thật điểm. Vì vậy cho nên đi thiền hành là tìm cách để mình có thể dẫm chân ở trên đất thật, thật địa. Và đất trên đó mình dẫm lên, nó sẽ trở thành ra bản thể chân như, nó trở nên thành tịnh độ. Mỗi bước chân của người đi thiền hành, nó phải trở thành tịnh độ. Ngồi cũng vậy, khi mà ngồi xuống thì chúng ta đừng ngồi ở trong cái cảnh giới của sự mê mộng. Chúng ta phải ngồi trên đất thật, trên mặt đất của thực tại. Và khi Sĩ Nguyên Công Trứ nhờ có cái ý thức đó, nhờ có cái chánh niệm đó, mà thấy rằng cái miếng đất mà trên đó thi sĩ đang ngồi là một miếng đất mà trước đây cổ nhân
đã từng ngồi nghĩa là đã từng tới đây, đã từng ngồi đây, đã từng bỏ đi, đã từng sinh ra ở đây, đã từng chết. Ngã kim nhật tại tòa chi địa, cố chi nhân tầng thiên ngã tòa chi. Đó là hai câu thơ bằng chữ Hán. Nhưng mà ta trù hát nói là nó bằng tiếng Việt và nó có cái kem vào hai câu bằng chữ Hán. Ngàn muôn năm Âu cũng thế ni. Ngàn muôn năm hay là ngàn năm sau gì đó, Âu cũng thế ni. Ai hay hát mà ai hay nghe hát, cái sự thật này không phải là sự thật của bây giờ, nó là sự thật của quá khứ và nó sẽ là sự thật của tương lai. Đó là nghĩa của câu ngàn muôn năm Âu cũng thế ni. Ai hay hát mà ai hay nghe hát. Người hát tức là người diễn bày ra, tức là người nói, diễn nói một điều mà nó có trong trái tim, một điều mình đã sống, mình đã kinh nghiệm. Có những người họ có kinh nghiệm, họ có tự giác, nhưng mà họ biểu lộ tự giác của họ khó khăn, chưa được. Mà người có khả năng biểu lộ tự giác được, có thể truyền thông được, có thể chia sẻ được tự giác của mình bằng cái thứ ngôn ngữ mà người khác có thể chấp nhận được, có thể tiếp nhận được, thì người đó gọi là người hay hát. Dù anh có chân lý, dù anh có kinh nghiệm, dù anh có kho tàng, nhưng mà nếu anh không có được cái ngôn ngữ thích hợp, khí cơ, thì anh không có thể nào chia sẻ cái kho tàng, chia sẻ cái tự giác, chia sẻ cái hạnh phúc của anh cho người khác được. Thì anh không thể gọi được là người hay hát. Người hay hát dịch tiếng Anh là a good singer, an excellent singer. Tại vì hát ra được bằng thứ ngôn ngữ có thể thiết lập được cảm thông và khiến cho người kia có thể tiếp nhận được, thì gọi là người hay hát. Hay là người hay hát. Thì Đức Thế Tôn là một trong những người hay hát. Tại vì giáo lý của Đức Thế Tôn được gọi là thiện thuyết. The teaching of the Lord is well proclaimed. Là thiện thuyết. Chữ hay hát này danh từ đạo buộc là thiện thuyết. Thiện thuyết. Ai hay hát mà ai hay nghe hát. Mình nói giỏi rồi, mình nói khéo rồi, mình thiện thuyết rồi, nhưng mà người kia nếu có vô số thành kiến ở trong đầu, người kia không có định tâm, người kia không có sự thành khẩn, thì người kia cũng không tiếp nhận được. Và người kia không phải là người hay nghe hát. Who is a good listener? Chúng ta ở đây chúng ta phải tự hỏi là chúng ta có phải là người hay hát hay không? Mỗi người trong ta có phải là mỗi người hay hát hay không? Và có phải là cái người gọi là hay nghe hát hay không? Mình có khả năng nghe, mình có khả năng tiếp nhận không? Nhiều khi mình may mắn có một ông thầy giỏi, có tự giác, có tu học. Mình may mắn mình có một sư chị có đức hạnh, có thương yêu.
có tự giác, mình may mắn mình có một sư anh giỏi, có tự giác, có thương yêu, thì những người đó họ có thể có khả năng hay hơn, họ có khả năng biểu lộ được cái tự giác đó, cái thương yêu đó. Nhưng mà mình có khả năng chết mình không? Mình có phải là người hay nghe hát không? Are we a good listener? Nếu không, thì mình không có tiếp nhận được và mình nói rằng thầy mình không có thương mình, anh mình không có thương mình, chị mình không có thương mình. Ở đây, người ta chỉ đầu tư vào những người trẻ thôi, còn mình là người già. Ai mà thèm đầu tư vào mình? Mình không có khả năng của hạnh phúc là tại vì mình không có biết tiếp nhận. Vậy thì người hay hát là the good singer, và người hay nghe hát là the good listener who can enjoy the singing. Mỗi khi chúng ta ngồi xuống, chúng ta phải ngồi như thế nào để cái chánh niệm nó có mặt, để chúng ta thực sự ngồi xuống và ngồi xuống với cái chánh niệm đó, thì tự nhiên ta an trú được nơi cái chỗ mà ta đang ngồi, và như vậy ta thực tập được cái mà người ta gọi là an toàn. An toàn nó chỉ có nghĩa là ngồi yên thôi. How simple. Ngồi yên. Ngồi yên là cái mà tất cả các sư cô sư chú đều phải học. Không có bồn chồn, không có muốn chạy về tương lai, chạy đi tương lai, không có muốn bỏ đi chỗ khác. Nếu chúng ta thấy trong lòng bồn chồn, không có khả năng an trú trong hiện tại, không có hạnh phúc trong hiện tại, nếu chúng ta thấy trong ta có một cái lực lượng nó thúc đẩy chúng ta chạy trong thời gian và trong không gian, thì chúng ta không có khả năng an toàn. Con để đây đi con. Rồi con ngồi yên đi. Con an toàn. An tọa là một thực tập lớn. Khi ngồi thiền chúng ta an tọa, mà khi ngồi ăn cơm chúng ta cũng an tọa, khi ngồi chơi ở ngoài bãi cỏ chúng ta phải an tọa. An tọa nghĩa là ngồi mà nó an, mà cái an là cái điều kiện của hạnh phúc. Và muốn an thì phải đem hết thân tâm về một mối và trú ở giây phút hiện tại. Cho nên kinh người biết sống một mình là rất quan trọng. Chúng ta phải đem ra dạy ở các thiền viện. Khi mà chúng ta an toàn rồi, an toàn được rồi, thì chúng ta mới bắt đầu tiếp xúc được và thấy được những cái màu nhiệm có mặt trong giây phút hiện tại. Tại vì cái niệm ở trong nó có mang theo cái năng lượng gọi là định. Và cái chữ niệm này ở trong đạo Bụt trước hết nó có nghĩa là có mặt. Có mặt bây giờ và ở đây.
mình đang phiêu lưu trong cái thế giới của tư duy, của ước mơ, của dự án, của hận thù, của tham đắm. Có một tiếng chuông thỉnh lên, mình tỉnh mộng, mình trở về hợp nhất thân và tâm và có mặt. Có mặt để làm gì? Có mặt để có thể tiếp xúc với những cái mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Thì chữ niệm đầu tiên là nó có nghĩa như vậy. Niệm nghĩa là cái năng lượng nó giúp mình trở về giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây, và thật sự có mặt. Ngồi thiền nghĩa là có mặt, đi thiền nghĩa là có mặt, ăn thiền nghĩa là có mặt, luôn luôn có mặt. Thất niệm là cái ngược lại. Thất niệm tuy là mình ăn mà mình không thực sự ăn, tuy mình ngồi mà mình không thực sự sự ngồi, cái thân của mình ở đây nhưng mà cái tâm mình ở chỗ khác, cái đó gọi là thất niệm. Cái năng lượng gọi là niệm nó có khả năng đưa mình về giây phút hiện tại, và đó là điều kiện tiên quyết để mình có thể ngồi yên. Mà bắt đầu ngồi yên là bắt đầu có hạnh phúc. Niệm được định nghĩa, cũng được định nghĩa là có ý thức về những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Khi tôi uống nước mà tôi biết là tôi đang uống nước, gọi là chánh niệm về uống nước. Khi tôi đi mà tôi biết là tôi đi, đó là chánh niệm về đi. Khi tôi buồn mà tôi biết là tôi đang buồn, cái đó gọi là chánh niệm về buồn. Tuy là cái buồn còn đó nhưng mà chánh niệm đã có mặt. Khi tôi giận mà tôi biết là tôi giận, thì tuy cái giận còn đó mà chánh niệm cũng đã có mặt đó. Mà chánh niệm có mặt đó tức là mình đang tu tập, đang hành trì. Vậy thì chúng ta phải nhớ hai cái định nghĩa sơ khởi của chánh niệm. Thứ nhất, chánh niệm là năng lượng nó giúp cho mình có mặt trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Định nghĩa thứ hai của chánh niệm là ý thức được, biết được những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, trong thân và xung quanh. Ví dụ có một người sứ em tới trước mặt mình ngồi xuống, mình biết rằng trước mặt mình có một người sứ em, cái đó là chánh niệm. Mình biết rằng mình có mặt và biết rằng người sứ em mình đang có mặt, thì như vậy trong giây phút đó sự sống nó có mặt. Niệm là một cái năng lượng mà nó chuyên chở một cái năng lượng khác ở trong lòng nó, gọi là định. Là tại vì khi mình có chánh niệm thì mình cái tâm mình nó định về một cái đối tượng. Ví dụ khi mình ngồi trong chánh niệm thì mình biết rằng là mình đang ngồi, và đối tượng của cái định của mình là cái bản thân của mình giây phút hiện tại và sự sống đang có mặt. Trong giây phút đó mình hoàn toàn là một người linh động đang sống. Còn nếu không có niệm và có định, mình là một người mê ngủ, mình không có sự sống, một người đắm chìm trong tiếc nuối quá khứ, một người lo lắng vẩn vơ về tương lai, một người không có trở về được với giây phút hiện tại, là không phải là một người sống, một người đang chết, một người đang trầm luân. Trầm luân đâu có phải chết rồi mới trầm luân. Trầm tức là chìm xuống, luân là trôi đi, lăn, trôi lăn. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta chết rồi chúng ta mới trầm luân trong khổ hải. Trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày, chúng ta có thể đang trầm luân và trôi lăn. Mà chỉ có tiếng chuông bon của chánh niệm mới làm ta giật mình kinh hãi và ta chấm dứt cái sự trôi lăn. Cái đó là cái năng lượng của chánh niệm. Chánh niệm
ôm trong nó cái năng lượng khác gọi là định. Tại vì khi mà chúng ta có chánh niệm, chúng ta thực sự có mặt, và vì ta có mặt cho nên chúng ta chuyên chú tới cái nó đang có mặt bây giờ và ở đây. Cái đó có thể là cái bông hoa, cái đó có thể là cái tự thân ta, cái đó có thể là cái niềm vui của ta hay là niềm đau khổ của ta. Ta đang lấy nó làm cái đối tượng của niệm và của định. Và định là một cái thứ năng lượng, nó mang theo nó cái hạt giống của tuệ. Tại vì khi mà chúng ta chăm chú vào một đối tượng thì tự nhiên cái đối tượng đó sẽ trình bày ra cái chân tướng của nó cho chúng ta thấy. Nếu chúng ta không thực sự có mặt, chúng ta lơ đễnh, nghĩa là không có niệm, thì cái đối tượng đó nó không có thật sự có mặt. Nhưng mà khi ta hết lơ đễnh, ta có chánh niệm thì cái đối tượng đó nó hiện rõ ra. Ví dụ như là chúng ta nhìn mặt trăng rất tròn rất sáng, nhưng mà vì chúng ta không có niệm, chúng ta đang suy tư tới cái quá khứ, cái tương lai, lo sợ, thành mặt trăng có đó mà như không có đó. Nhưng mà khi mà người bạn ta vỗ vai nói, này anh, mặt trăng sáng, thì ta giật mình thức dậy, ta trở về với giây phút hiện tại, ta có niệm, tự nhiên mặt trăng nó hiện ra rất là sáng, rất là to cho chúng ta, và tự nhiên mặt trăng trở thành đối tượng của cái định, niệm nó đưa tới định, và định nó làm cho cái đối tượng đó bung ra cho ta thấy rõ ràng cái bản chất của nó. Cái đó gọi là tuệ. Thành ra khi Nguyễn Công Trứ ngồi xuống miếng đất đó có chánh niệm thì tất nhiên là có chánh định, và thấy được rằng miếng đất này là miếng đất đã có hằng hà sa số người từng tới, từng ngồi và từng đi. Mà thấy được như vậy thì cái ngồi của ông ta là một cái ngồi khá sâu, khá vững. Chúng ta mỗi ngày có thể ngồi được như vậy không? Nếu chúng ta làm chủ chùa, nếu chúng ta làm tăng thống, nếu chúng ta làm trụ trì, lo công việc chùa, lo công việc của cơ sở, được người ta khen ngợi là thành công trong cái sự nghiệp đó. Nhưng mà nếu chúng ta trong đời sống hàng ngày không biết ngồi, không biết đứng, không biết đi, không biết ăn để tiếp xúc với mầu nhiệm của thực tại, để tiếp xúc với cái bản môn, với cái tịnh độ, với cái chân tâm của chúng ta, thì chúng ta đánh mất cái chí hướng cao đẹp của người xuất gia. Dù chúng ta đang có một cái chức vụ rất là lớn và được mọi người cung kính, thì chúng ta đã cô phụ lại cái ước muốn sâu sắc nhất khi mà chúng ta cạo đầu để trở thành một người tu sĩ. Hôm trước trong cái bài pháp thoại trong một bài pháp thoại thì thầy giác viên có nói về những cái phép thực tập của làng Mai. Thầy nói phép thực tập của làng Mai là một phép thực tập thường xuyên miên mật, mà đồng thời cũng là thoải mái và thảnh thơi. Miên mật
Thế nào gọi là thường xuyên và miên mật? Thường xuyên và miên mật nó có nghĩa là thực tập các ngày, chứ không phải là chỉ thực tập trong giờ ngồi thiền hay là giờ công phu. Không phải là khi mà chúng ta đi vào trong thiền đường chúng ta mới thực tập cái pháp môn của làng mai, mà chúng ta phải thực tập suốt ngày. Đi cũng thực tập, đứng, nằm, ngồi, ăn cơm, rửa bát, pháp đàm, nghe thoại, tất cả mọi giây phút trong ngày đều phải thực tập hết. Và những cái giờ phút thực tập nó đan vào nhau, gọi là miên mật. Nó xít sao với nhau, nó không có khoảng hở ở giữa. Cái đó gọi là miên mật. Chúng ta thấy có những cái nơi, có những cái trung tâm họ thực tập những cái khóa tu session, họ tu rất là gắt, họ tu đến đến nỗi mình thấy mình sợ luôn. Có những nơi tu ngồi thiền suốt đêm, lâu lâu lại có một cái đêm ngồi thiền từ đầu hôm cho đến sáng, không có ngủ, rồi ngày mai ngủ bù lại. Có những khóa tu tu rất gắt, nhưng mà sau khóa tu thì buông buông thả, không tu gì hết, và làm ngược lại những điều mà mình làm trong khóa tu. Khi thì thái quá, khi thì bất cập, khi thì hành xác rất dữ, khi thì buông lung cái sát thân. Thì những cái phương pháp đó nó không phải là thường xuyên, nó không phải là miên mật. Ở tại làng Mai thì nó phải thường xuyên, nó phải miên mật, nghĩa là anh được yêu cầu là không những anh thực tập trong thiền đường mà anh phải thực tập mọi nơi, trong cầu tiêu, trong nhà tắm, trong vườn rau, trong khi rửa bát, trong khi ăn cơm, trong khi nói chuyện, trong khi tiếp xử. Nghĩa là tất cả mọi giây phút của đời sống hàng ngày anh phải thắp sáng chánh niệm. Tại vì chánh niệm là cái thứ ánh sáng, nó cho mình biết mình đang làm gì, nó đưa mình về giây phút hiện tại. Và cái tiếng chuông chánh niệm đó nó phải thường trực. Vì vậy cho nên cái phép quán niệm hơi thở nó quan trọng ở sự tu tập làng mai, là tại vì nhờ cái hơi thở có ý thức trong đời sống hàng ngày mà mình có thể an trú được suốt ngày trong chánh niệm. Nếu sư chú thật sự thương thầy, nếu sư chú tuyên bố là sư chú thương thầy, thương anh, thương các sư em, thì sư chú thực tập hơi thở chánh niệm trong đời sống mỗi ngày, đó là một hình thái thương yêu rất là cụ thể. Tại vì khi mà mình làm như vậy, mình dùng ánh sáng của chánh niệm soi sáng đời mình, mỗi giây phút của đời sống hàng ngày của mình, và mình làm chỗ nương tựa cho thầy, làm chỗ nương tựa cho sư anh, làm chỗ nương tựa cho sư em của mình. Đó là tình thương đích thực. Không phải là nấu cho thầy một bát cháo hay là xoa bóp cho thầy mới là thương thầy. Thương thầy tức là trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày thắp sáng chánh niệm, thắp sáng bằng bước chân, thắp sáng bằng hơi thở, thắp sáng bằng nụ cười. Chúng ta có rất nhiều phương pháp để thắp sáng chánh niệm. Và nếu mà tu tập như vậy thì chỉ trong một vài ngày là hạnh phúc tăng tiến. Một giờ đã khác, một ngày đã khác. Thương nhau nó có nghĩa trước hết là mình hãy săn sóc cái bản thân của mình. Săn sóc bản thân của mình tức là thương nhau, tức là săn sóc người khác. Thầy cũng thực tập như vậy.
Thầy biết rằng mỗi khi thầy bước một bước chân không có vững chãi, không có chánh niệm là thầy không có thương các con. Thầy phụ lòng các con. Cho nên thầy luôn luôn giữ gìn để mỗi bước chân thầy bước giữa đại chúng hay bước một mình thì thầy cũng bước những bước chân vững chãi để có thể xứng đáng với con, với tình thương của con, với cái sự tin cậy của con. Và thầy thấy rằng bước một bước chân là thương yêu. Và khi con bước thì con cũng phải làm như vậy. Nếu con thực sự thương thầy, nếu con thực sự thương chúng và thương muôn loài, thì với tư cách một người xuất gia, mỗi khi con bước là con phải bước bằng bước chân của thương yêu. Như là sư em Giới Nghiêm đã nói trong bài hát, bước đầu ngày xin bước bước thương yêu. Thức dậy bước một bước đầu phải là bước thương yêu. Và suốt ngày mình bước như vậy. Mà làm sao có thể bước được những bước thương yêu nếu trong cái bàn chân của mình không có năng lượng của chánh niệm. Và vì vậy cho nên phải phải chế tác năng lượng của chánh niệm đưa vào trong bàn chân để mà bước. Bước như vậy là bước thương yêu. Nếu chúng ta thương được như vậy thì không những người được thương họ sẽ thừa hưởng, mà chính bản thân ta cũng được thừa hưởng. Là tại vì khi thầy, khi sư anh, khi sư chị, khi sư em nhìn vào cái bước chân của mình thì các vị đó rất là trân quý mình. Tại vì nói rằng, tại vì biết rằng cái sự có mặt của mình trong tâm thân nó quá quan trọng. Mỗi bước chân mình là một tiếng chuông chánh niệm cho thầy, cho bạn, cho anh, cho chị, cho em. Và vì vậy cho nên bước chân của mình, hơi thở của mình, cái thế ngồi của mình rất là quan trọng. Tại sao chúng ta đặt lên hàng ưu tiên những cái công việc của chúng ta, những cái công nghiệp và hình thức của chúng ta, như là cái chùa, cái cơ sở, cái tổ chức, hay là cái buổi lễ là quan trọng. Tại sao chúng ta phải lính quýnh để hoàn thành những cái đó? Những cái đó có phải là mục tiêu chính của đời ta hay không? Hay mục tiêu tiêu chính của đời ta là làm hạnh phúc cho mọi người xung quanh ta, làm hạnh phúc trước hết cho thầy, cho chị, cho anh và cho em của mình. Mà muốn làm hạnh phúc cho những người đó thì mình phải thương yêu, mình thương bản thân, mình bước những bước có chánh niệm. Mình nếu mình ở đây lâu ngày, 3 tháng, 6 tháng, 3 năm mà bước chân của mình nó chưa có phẩm chất của chánh niệm thì như vậy mình có phải là mình đã thương thầy hay không, mình đã thương anh, thương chị, thương em mình hay không? Tại vì sao những cái khổ đau của mình, những cái tập khí của mình làm sao chuyển hóa được khi mà mình không biết ngồi, không biết đi và không biết thở? Cái mà thầy trông đợi nhất, cái mà tăng thân trông đợi nhất nơi mình là cái đó, chứ không phải là mình tổ chức giỏi, mình làm việc siêng năng đêm ngày. Tổ chức giỏi rất có ích cho tăng thân, làm việc siêng năng đêm ngày cũng có ích cho tăng thân, nhưng mà chính cái sự thực tập của mình, cái quyết tâm của mình an trú trong chánh niệm, biết ngồi, biết đi, biết thở, biết mỉm cười là căn bản. Tại vì khi mình biết làm được những cái đó thì tự nhiên cái tâm tư mình bừng mở, mình biết nhìn bằng con mắt thương yêu
mình có hạnh phúc, và tự thân có hạnh phúc là một sự đền đáp cao cả nhất đối với ơn cha mẹ, đối với ơn thầy, đối với ơn chúng sanh, đối với ơn tăng thân. Thế nên mỗi khi thầy thấy con đi hấp tấp lính quýnh mà không có chánh niệm thì thầy không có được hạnh phúc lắm. Tuy là thầy không có la rầy, thầy không có trách móc, nhưng mà hạnh phúc thầy không có được tăng trưởng, và hạnh phúc của tăng thân không được tăng trưởng. Có những người chỉ cần tu một vài tháng mà bước chân thấy ngồi và hơi thở đã thay đổi hẳn. Và những người đó tuy là mới tu nhưng mà làm hạnh phúc rất nhiều cho thầy, cho anh, cho em, cho chị. Và đồng thời cho gia đình mình, cho tổ tiên mình và cho con cháu mình, con cháu tâm linh hay là con cháu huyết thống cũng là con cháu. Và đó là hành động thương. Tiếng Việt gọi là tu. Thật ra đây là tiếng Hán Việt. Nó có nghĩa là làm cho nó tốt đẹp hơn lên, nó hoàn hảo hơn lên, như là trong danh từ tu bổ, hay là tu sửa, hay là tu chỉnh. Tiếng Phạn là Bhavana. Dịch là tu, tu tập. Nó có nghĩa là tạo ra, thực hiện, bringing into existence. Tại vì chữ Bhava nó có nghĩa là hữu, như tam hữu là Vibhava. Nó không có, nó chưa có mà mình làm cho nó có thì gọi là tu. Và người Pháp, người Anh họ đã dịch chữ Bhavana rất hay, họ dịch là chữ Kuntia. Kuntia tức là trồng trồng trọt. Chữ Kuntia nó cũng có nghĩa là văn hóa. Một cái gì đẹp, cái gì thanh, cái gì có thể làm ra được hạnh phúc gọi là quyên tri, mà ban đầu nó không có nhưng mà mình làm ra cho nó có. Và quyên tri ở đây nó có nghĩa là cũng có nghĩa là làm ra cho nó có. Ví dụ như là trong mùa đông này thì đi xung quanh làng Mai chúng ta không thấy một cây hướng dương nào cả, nhưng mà đến mùa hè tháng 7, tháng 8 chúng ta đi xung quanh Sâm Hạ chúng ta thấy hoa hướng dương, hoa hướng dương nở vàng rực hết. Mùa đông không có gì cả nhưng mà tại sao mùa hè hoa nó đầy cả các đồi đồi núi xung quanh? Là tại vì người nông dân đã gieo, đã tưới, đã trồng bò. Từ những tháng cuối của mùa đông, người nông dân đã làm đất xong rồi và họ đã gửi gắm vào trong lòng đất những cái hạt hướng dương. Và ta nhìn vào đó, ta chưa thấy, nhưng nó không có nghĩa là nó không có. Người nông dân nhìn một cái cánh đồi đã gieo hướng dương rồi, tuy là không thấy hướng dương, nhưng mà ông ta biết rằng hướng dương đang có mặt. Chúng ta người tu cũng vậy. Chúng ta tới đây với thầy và với bạn, tuy là chúng ta chưa có hạnh phúc, chúng ta chưa bắt đầu tu tập, nhưng mà hạt giống của chánh niệm, của hạnh phúc đã có rồi. Và thầy tăng thân bằng cái bước chân của họ, bằng cái nụ cười của họ, bằng cách ngồi, cách đi, cách đứng, cách ăn cơm của họ đang gieo những hạt giống hướng dương đó vào trong ta. Tới đây là để tiếp nhận hạt giống.
mở cái lòng mình ra, cái lòng đất ra để tiếp nhận những hạt giống của hạnh phúc, của niệm, của định và của tuệ. Tiếp nhận hạt giống xong rồi phải an trú tại đó để cho cái tăng thân nó tưới tẩm, để cho ánh sáng thực tập của tăng thân nó chiếu vào. Và đến tháng tư, tháng năm, những hạt hướng dương mọc mầm trồi lên thành những cây hướng dương. Và như vậy thì đến tháng 7, tháng 8 thế nào cũng có hoa hướng dương đầy đồi, đầy núi. Chúng ta cũng làm như vậy. Từ cái không có, chúng ta gieo trồng và làm thành ra cái có. Cái đó gọi là bhavana. Nếu chúng ta là một mảnh đất, một khu vườn, một cánh đồi, cần phải được gieo trồng hạnh phúc, tu tập, tức là gieo giống hạnh phúc, trồng giống hạnh phúc, tưới tẩm những hạt giống đó để cho hạnh phúc lên. Mà cái khí cụ của chúng ta, hạt giống của chúng ta là chánh niệm, chánh niệm, chánh định và tự giác. Do đó cho nên cái chuyện quan trọng nhất của mình không phải là sử dụng máy vi tính 10 giờ đồng hồ một ngày để làm việc cho tăng thân, không phải là lái xe 10 giờ đồng hồ một ngày cho tăng thân, mà là phải làm sao để có chánh niệm trong từng giây phút của đời sống hàng ngày. Sẽ có câu hỏi, nếu không dùng máy vi tính thì ai làm công việc này đây? Nếu không lái xe để đưa đón thiền sinh thì ai sẽ làm đây? Cố nhiên là mình phải làm, nhưng mà cái cách mình làm đó, mình phải coi lại nó, cái cách mình làm đó nó có thảnh thơi, nó có an lạc, nó có hạnh phúc, nó có chánh niệm hay không, hay là mình hành xử như bị ma đuổi, như là sống ở trong mộng, mỗi bước chân mình có bước ở trên thực tại hay không. Mình đi đón sư bà ở ga, mình có biết đi đón như thế nào để đúng thì giờ mà lái xe cho nhẹ nhàng thong thả, đến khi tới ga mình có thể bước được những bước thảnh thơi hay không. Và khi mà gặp sư bà thì nét mặt mình có tỏa chiếu được cái hạnh phúc của sự tu tập hay không? Những câu nói của mình có thể hiến tặng cho sư bà cái niềm vui ngay khi mình ở ngoài sân ga hay không? Tất cả những cái đó đều là tu cả. Chứ không phải là vào thiền đường, ngồi trên tòa cũ, thẳng cái lưng lại mới gọi là tu. Thầy giáo viên nói cái pháp môn ở làng Mai là phải miên mật là như vậy, mỗi giây phút của đời sống hàng ngày là phải có chánh niệm và phải tu tập, chứ không phải là tu vài đồng hồ rồi buông, hay là tu một khóa 5 ngày rồi trở về cái nếp sống cũ, cái nếp sống thất niệm và buông lung cũ. Và phương pháp của làng Mai, tính chất thứ nhất của nó là miên mật, thứ hai theo thầy là thoải mái thảnh thơi. Tức là tu mà không có lao động cực khổ, không có hành hạ cái xác thân, không phải dụng công một cách ráo riết. Nghĩa là trong mỗi phút giây của đời sống hàng ngày mình phải có sự thoải mái, phải có sự thảnh thơi. Khi người ta tới làng Mai, người ta thấy các thầy, các sư cô, các sư chú có vẻ thong thả, có vẻ thoải mái. Có những người họ đi ngang qua Sâm Hạ,
hay là sắp mới họ thấy các vị làm cái gì cũng nhẹ nhàng thanh thơi, mà họ không gọi đó là nhẹ nhàng thanh thơi, họ không biết được cái pháp lạc của nhẹ nhàng thanh thơi và chánh niệm. Họ nói là các vị đó sống giống như sống ở trong một cái thế giới khác, tại vì thế giới bên ngoài nó xô bồ quá, nó đậm quá, và người ta đã quen với thế giới chạy và đuổi. Cho nên khi thấy thì chúng ta đi thảnh thơi, thở thảnh thơi, nói cười thảnh thơi, họ thấy điều này là một điều bất thường. Cái gì là thường, cái gì là bất thường? Cái thế giới này, cái xã hội này rất cần thảnh thơi, rất cần thoải mái, để người ta có cơ hội nhìn lại cuộc đời của mình, và để đừng có đi sâu thêm vào những cái lầm lỗi tày đình, nó phá hoại đời sống của mình, của gia đình mình, của xã hội mình và của cả trái đất. Trong xã hội này, mấy ai thoát được một cái chứng bệnh gọi là stress? Người nào cũng có áp lực rất nặng sau lưng. Người nào cũng có quá nhiều công việc phải làm. Và cái mà chúng ta gọi là kỳ hạn, thời hạn, deadline là một cái khối nặng nó đè trên đời sống hàng ngày của chúng ta, deadline. Thì chỉ có cái phương pháp sống thoải mái và thảnh thơi mới có thể trị được cái căn bệnh đó. Và nếu chúng ta không có thoải mái và thảnh thơi trong thân thể của chúng ta và trong tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta làm sao để có thể giúp được những người ở bên ngoài? Nếu cô là một nhà tâm lý trị liệu, mà nếu cô không có sự thoải mái và thảnh thơi và an lạc trong cô, thì làm sao cô có thể giúp được cho những người bệnh nhân tới trị liệu với cô được? Tại vì vậy cho nên cô phải tu, cô phải tu tập, cô phải làm cho cái chưa có nó trở thành có, cô phải gieo trồng. Đó là cái chữ, cái nghĩa của chữ bhavana. Bhavana nghĩa là tu tập, tu tập nghĩa là làm cho có những cái nó chưa có. Mà cái này là gì? Là cái vững chãi, cái thảnh thơi, cái an lạc. Mà năng lượng dùng để gieo trồng là niệm, là định, là tuệ. Có tuệ thì mình tha thứ rất là dễ dàng. Có tuệ thì mình biết rằng những cái đau khổ của mình trong quá khứ tất cả đều do những cái tri giác sai lầm của mình mà ra cả. Do đó cho nên mình trách móc người ta, mình lên án người ta, mình nói rằng tất cả những khổ đau, những hư hỏng đều do người ta làm ra cả. Còn nếu mà có tuệ rồi thì mình biết rất rõ là chúng ta cùng chịu chung trách nhiệm, và nhất là những cái tri giác sai lầm ở trong mình nó chịu trách nhiệm về khổ đau của mình. Tại sao cùng đi với mình 4 5 người, 5 6 người mà tất cả đều vui vẻ, chỉ có một mình khổ đau và trách móc? Tại sao những người khác cũng cùng sống trong một môi trường mà họ có hạnh phúc, mà tại sao có riêng mình đau khổ mà thôi? Mình có cảm tưởng là mình bị bỏ rơi, mình có cảm tưởng là mình không được thương yêu, mình có cảm tưởng là mình bị kỳ thị. Tất cả những cái đó đều do cái vọng tưởng của mình, nghĩa là cái tri giác sai lầm. Vọng tưởng là một cái từ cũ ra danh từ mới là tri giác sai lầm.
sống trong thân thân, chúng ta có cái cơ hội được con mắt của tăng thân soi sáng. Tăng thân có khả năng nhìn thấy, có khả năng thương yêu, có khả năng tha thứ. Tăng thân có thể thấy được những cái tích cực, những cái đức tánh tích cực trong mình, nói ra để cho mình mừng, để cho mình có thể phát triển thêm những cái đức tánh đó. Tăng thân cũng có thể chỉ cho mình những cái yếu điểm, những cái điểm yếu ở trong cái đời sống hàng ngày của mình, trong sự tu tập của mình, để cho mình biết, để cho mình có thể tu tập mà chuyển hóa. Và vì vậy cho nên mình phải hết lòng nương tựa tăng, mình phải có đức tin nơi tăng, mình phải đừng có sợ hãi. Mỗi khi người ta nói tới những cái đức tánh tốt của mình thì mình vui mừng, nhưng mà mỗi khi người ta muốn chỉ cho mình những cái khuyết điểm, những cái yếu kém của mình thì mình rất là sợ, và nhất là mình nổi giận. Nếu mà mình nổi giận thì có ai dám chỉ cho mình những cái điểm yếu của mình đâu, mà ai trong chúng ta lại không có những cái điểm yếu. Cho nên hôm trước các sư em sắp được thọ giới lớn, được tăng thân soi sáng, và thầy đã chỉ dạy cho các em là được tăng thân soi sáng là một hạnh phúc lớn. Tăng thân làng Mai đã soi sáng cho tất cả các giới tử thọ giới lớn ở làng Mai. Chỉ có một số nhỏ các giới tử từ các đạo tràng khác tới thì không được soi sáng thôi, tại vì cái thời gian họ đây chỉ có 2 bữa tuần lễ, không đủ để cho soi sáng. Và vì vậy thầy đã nói rằng những vị được soi sáng là những vị có hạnh phúc, tại vì các anh các chị đã ngồi lại trong 2 ngày liên tiếp để mà nhận diện những cái điểm tích cực của các em, rồi các khuyết điểm của các em, rồi đưa ra những cái lời khuyên nhủ chung của các anh chị. Và tất cả công việc đó đều làm với cái tình thương yêu. Cho nên khi mà các em 25 và khoảng 25 người được sắp được thọ giới lớn lên tiếp nhận cái sự soi sáng đó, đã lạy xuống 3 lạy rồi mới được tiếp nhận. Và sau khi tiếp nhận rồi thì các em quán chiếu trở lại, lấy cái tuệ giác của riêng mình và cái tuệ giác của tăng thân đã dùng để soi sáng mình, để tự soi sáng một lần nữa, và cuối cùng trình bày lên những cái điểm phát nguyện, dâng lên Bụt, các vị tổ sư, các vị Bồ Tát, dâng lên thầy, lại xuống, coi như là cái lời hứa, cái lời cam kết của mình hành trì trước khi thọ giới lớn. Các em đã thực tập như vậy. Và hôm đó tôi còn nhớ tôi nói với quý vị, tại vì thọ giới lớn là một cái cơ hội rất là lớn. Tôi đã nói rằng, này các con, khi mà các con mới tới đây thì các con đang còn trẻ dại, các con chưa biết đi, các con là những cái bê bê chưa biết đi, dù đã 20 tuổi, dù đã 25 tuổi mà vẫn chưa biết đi, các con chưa biết ngồi, các con chưa biết ăn, các con chưa biết thở, các con chưa biết nhìn, thì thầy như một người mẹ, thầy đã dạy cho các con ngồi, thầy đã dạy cho các con đi, thầy đã dạy cho các con thở, thầy đã dạy cho các con ăn, và thầy đã nuôi các con bằng sữa của chính thầy. Sữa của chính thầy nghĩa là kinh nghiệm tu học của chính thầy, chứ không phải là sữa Vigo's mà thầy mua ở ngoài chợ. Thầy không đem những điều trong sách vở để dạy cho các con, thầy đem những cái kinh nghiệm, những cái khổ đau, những cái hạnh phúc của thầy để làm sữa nuôi dưỡng các con. Và ngày hôm nay các con sắp được thọ giới lớn, thầy rất vui mừng. Và cái sữa đó nuôi các con lớn lên,
các con phải chế tác tiếp tục để các con có thể nuôi được các em và các học trò của các con sau này. Cho nên tập ăn, tập ngồi, tập thở, tập đi là rất quan trọng. Mình chỉ có thể lớn lên khi mà mình thực tập điều đó, mà không thực tập được nếu mình không có chánh niệm. Và nếu mình không thực tập thì mình sẽ không lớn lên được. Mình vẫn chưa ngồi được, mình vẫn còn nằm như là một em bé chưa biết lật. Dù mình 30 tuổi hay 40 tuổi hay 50 tuổi, mình vẫn là một em bé chưa biết lật, chưa biết đứng dậy đi. Mình chưa biết ăn, mình chưa biết làm việc, mình chưa biết thở. Và vì vậy cho nên cha mẹ nuôi con là luôn luôn mong cho con được mau lớn. Thì cái sữa đó nó ban phát đồng đều cho tất cả các con. Có đâu là kỳ thị cho đứa này nhiều sữa, đứa kia ít sữa. Cái vấn đề là các con có tiếp nhận như nhau hay không mà thôi. Cách đây được chừng 7-8 năm, có thể 9 năm, làng Mai đã sáng tạo ra một phép tu quán chiếu để lắp cái hố ngăn cách giữa cha mẹ và con cái. Và pháp môn đó đã thành tựu rất là đẹp đẽ. Cái năm đó là năm mà tại làng Mai có hai nhóm pháp tràng khác nhau. Một nhóm toàn là cha mẹ và một nhóm toàn là các con. Tại vì giữa cha mẹ và các con nó có một cái hố ngăn cách rất là lớn và họ làm khổ nhau. Thì trong cái khung cảnh tu học của làng Mai thì mỗi ngày người nào cũng thức dậy ngồi thiền, rồi ăn sáng trong chánh niệm, rồi đi thiền hành, rồi nghe pháp thoại, vân vân. Và trong cái khung cảnh đó, trong cái setting đó, thì cái tâm mình nó lắng lại. Mình học ngồi, học nghe, học thở, học ăn trong chánh niệm. Cho nên từ từ cái tâm mình nó lắng lại và mình bắt đầu mình thấy được cái tình trạng của mình, cái liên hệ giữa mình đối với con mình, đối với cha mẹ. Mình đã từng khổ đau với con mình hay là mình đã từng khổ đau với cha mẹ mình. Thì trong cái thời gian mà tu học tại làng Mai, nhờ đi thiền, nhờ ngồi thiền, nhờ thở thiền, nhờ ăn thiền, nhờ tiếp xúc với tăng thân mà có được cái niệm, cái định và cái tuệ đủ để nhận diện cái tình trạng hiện thời của cha con hay là mẹ con. Và ngoài những cái buổi pháp thoại đó, ngoài những buổi thực tập đó, thì các bậc làm cha mẹ học pháp đàm với nhau và đưa ra những vấn đề khổ đau có thật của cha mẹ. Tại sao liên hệ giữa mình với các con mình khó khăn như vậy? Tại sao mình đã thương yêu hết sức, mình đã làm hết tất cả những cái mình có thể làm mà con nó không có thấy được? Con nó làm ngược tất cả những cái điều mà mình muốn chúng nó làm. Mình đã có những cái ưu điểm nào, mình đã có những cái khuyết điểm nào, mình đã có những vùng dại nào để có thể làm cho tình trạng nó đi tới đó. Đó là đề tài pháp đạo. Tất cả những người làm cha mẹ đều nói ra sự đau khổ của mình, nói ra những sự khó khăn của mình và đồng thời thấy được những cái yếu kém của mình. Mình có biết lắng nghe hay không? Mình có biết nói với các con bằng lời ái ngữ hay không? Đó là những cái đề tài các thầy, các sư cô đưa cho họ để họ quan chiếu. Và sau 20 ngày quán chiếu, họ đúc kết lại. Đó là họ tự soi sáng cho họ bằng pháp đàm.
họ ngồi yên, họ biết thở, họ biết nói, họ biết nghe, cho nên họ đi tới một cái tuệ giác khá khá lớn. Và xung quanh họ còn có tăng thân, còn có các thầy, các sư cô luôn luôn hướng dẫn, giúp đỡ và cho họ những cái pháp môn. Cho nên sau 20 ngày thực tập pháp đàm đó thì họ làm ra hai cái văn bản, cũng giống như các sư anh sư chị đã làm ra cái văn bản để giúp cho các em sắp thọ giới lớn. Cái văn bản đầu á, là các bậc cha mẹ nói ra những cái ao ước của mình, những cái vùng dại và những cái lỡ lầm của mình đối với các con. Đây là một cái cuộc cách mạng đối với những người theo Khổng giáo. Tại vì nó là con mình, mà tại sao mình phải thú tội với nó? Tại sao mình phải xin lỗi nó? Ba xin lỗi con, ba đã làm cái này bậy, cái kia bậy. Nhiều bậc phụ huynh không có can đảm làm cái điều đó. Nhưng mà tới lần mai thì họ học, họ làm được cái đó. Và trong cái bản văn thứ nhất này, các bậc phụ huynh nói ra cái ước mơ của họ và những cái lỗi lầm, những cái khuyết điểm của họ. Thứ nhất là những cái ước mơ, thứ hai là những cái lỗi lầm khuyết điểm, và thứ ba là những cái điều cam kết của họ. Bà ma hứa sẽ không làm cái này, không làm cái kia đối với các con. Ví dụ như là ví dụ như mình khen con người ta, con người ta như vậy mà con mình nó như vậy, mà con nó đau khổ lắm khi mà nó thấy cha mẹ nó thấy cái giá trị con người khác mà không nhận con mình, tại sao mày không làm được như cái thằng con nhà hàng xóm? Thằng con hàng xóm nó cũng tuổi mày, nhưng tại sao nó học y khoa được mà mày không học y khoa được? Mày đòi học âm nhạc, bộ mày tưởng là mày có thể sống được bằng cái âm nhạc của mày hả? Những cái như vậy. Thì sau khi các bậc cha mẹ làm xong cái bản này rồi, đúc kết lại rồi, đọc với nhau rồi, và biết rằng đây là ai ngữ, cái ngôn từ của cái văn bản đó không phải là trách móc, la mắng, mà một ngôn từ thương yêu rồi, thì lúc đó mới đem ra sử dụng. Trong khi đó các con họ cũng làm, thế giới con cháu họ cũng thực tập tương tự như vậy. Họ có sự hướng dẫn của các sư cô, sư chú trẻ. Tại vì họ không muốn các thầy quá quá già, quá lớn ngồi trong họ. Tại vì họ không có tin rằng cái thế hệ kia có thể hiểu được mình. Họ đau khổ về cái thế hệ trước rồi. Họ không nghĩ rằng cái thế hệ xưa già có thể hiểu được họ. Cho nên mỗi khi mà có một người già ngồi vào trong đó là họ cứng họng, là họ không muốn nói nữa. Trừ sư ông chịu chơi, thành ra nó có thể nói thiệt. Thì trong đó các em nó cũng bàn những cái vấn đề tương tự, nó nói những cái khổ đau của mình, nó nói những cái ước mơ của mình. Và cuối cùng thì nó có những cái lời thỉnh nguyện. Những cái lời thỉnh nguyện và những cái lời cam kết. Chúng con xin ba má đừng làm cái này, đừng làm cái kia, tội nghiệp con quá. Và chúng con xin cam kết với ba má sẽ không làm cái này, sẽ không làm cái kia, để cho ba má đừng có lo sợ về chúng con. Ví dụ như con gái mà đi tới 12 giờ khuya chưa về, thì thế nào ba má cũng lo. Mà cái đó là cái luật thiên nhiên, luật tự nhiên khắp tất cả các cái nền văn hóa. Thành ra các cháu tiếc là hôm nay không đem cái tài liệu đó đi,
đọc rất là cảm động. Con hứa rằng trước khi con đi đâu thì con để một tờ giấy lại, con nói là thưa ba má con đi có chuyện này và mấy giờ con về. Con hứa, con xin hứa con sẽ làm cái chuyện đó. Hứa những cái điều rất là cụ thể như vậy. Và ba má cũng hứa những cái điều có cụ thể như vậy. Và cái hôm mà hai cái nhóm pháp đàm mà họp lại nhau để tổng kết đó, thì có mặt tất cả các thầy, các sư cô và toàn thể đại chúng. Và cả hai bên đều khóc, trình bày ra và khóc. Và sau đó họ làm thiền ôm, cha ôm con, mẹ ôm con. Và họ hòa giải được với nhau trong cái buổi y sinh hoạt đó. Và họ trở về, họ bắt đầu trở lại một cái giai đoạn mới của đời sống cha con mẹ con. Cái đó gọi là làm mới, beginning anew là vậy. Làm mới tức là nguyện không có làm những cái lỗi lầm cũ nữa và sẽ theo những cái phương pháp để có thể tránh được những cái lỗi lầm ngày xưa. Danh từ ngày xưa là sám hối, nhưng mà chữ sám hối nó rất là nặng nề. Sám hối có nhiều người nghĩ là đi xin tội, mình cứ lại như là thế sao thì tự nhiên ở trên kia họ sẽ xóa chùi những cái lỗi lầm của mình, giống như là mình viết chữ này mình lấy cái miếng vẽ mình chùi luôn. Tha tội, sám hối không phải là cầu tha tội. Sám hối là một phương pháp rất là nhiệm màu trong đạo Phật. Sám hối tức là cương quyết nhờ chánh niệm mà ý thức được những cái lầm lỗi trong quá khứ và quyết tâm chấm dứt không làm lại như vậy nữa, với sự chứng minh của thầy, của tổ và của các bạn trong tăng thân. Sau khi đã phát lộ, nói rằng từ nay về sau con em sẽ không có làm như vậy nữa. Cái đó gọi là làm mới. Thì cái pháp môn này là một trong những pháp môn mà Làng Mai sẽ cống hiến cho các trung tâm tu học khác. Phương pháp soi sáng và phương pháp làm mới. Chúng ta hứa với nhau là trong vòng 1 năm nữa chúng ta sẽ ngồi lại với nhau để làm ra một tập sách gọi là xây dựng tăng thân. Tại vì một cái đoàn thể tu học mà có hạnh phúc là rất quan trọng. Nếu chúng ta làm ra được một cái đoàn thể tu học có hạnh phúc thì chúng ta làm nền tảng cho sự cho niềm tin của không biết bao nhiêu lần. Chúng ta phải có hạnh phúc và hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Đó là ý nghĩa của cái pháp môn hiện pháp lạc trú. Chúng ta không có đợi về bên tịnh độ chúng ta mới có hạnh phúc, tại vì tịnh độ không phải là nơi nào khác mà ở tại ngay đây. Theo cái chiều sâu của giáo lý tịnh độ, duy tâm tịnh độ, Di Đà vốn thực pháp thân ta, đó là một câu của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tịnh độ là lòng trong sạch chớ còn lo nghĩ tới Tây phương. Di Đà là tỉnh sáng soi, mở phải thì mở phải chọn về nơi cực lạc. Đó là 4 câu của Thiền sư Trúc Lâm Trần Nhân Tông. Và Di Đà cũng như là tịnh độ là những cái thực tại mà chúng ta phải sống và sống hàng ngày. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở là chúng ta phải tiếp xúc được với tự tánh Di Đà và với tịnh độ. Thế nên nếu quý vị, những vị mới mới tới mà chưa biết đi, chưa biết ngồi, chưa biết thở, thì hãy tới với một thầy, một sư cô, một người tiếp hiện, một người bạn tu đã biết cái pháp môn đó và cấp tốc học làm thế nào để mình có thể biết ngồi, biết đi và biết thở. Tại vì pháp môn thực tập ở Làng Mai chỉ là như vậy. Ngồi như thế nào, đi như thế nào, ăn như thế nào, thở như thế nào, nhìn như thế nào, nghe như thế nào.
Chúng ta hay nói đến cái danh từ thánh, các bậc thánh. Các bậc thánh là ai? Thỉnh thoảng chúng ta tôn xưng một người là thánh, ví dụ như là Đức Đạt Lạt Lạt Ma, chúng ta gọi là His Holiness. Đức Giáo Hoàng chúng ta cũng gọi His Holiness. Holy, Holiness tức là chức thánh. Mà chức thánh đó là cái gì mới được chứ? Tại sao những người đó có chức thánh? Mà họ có chức thánh thật hay không? Mà nếu họ có cái chất đó thì chúng ta có chất đó hay không? Câu trả lời trong đạo Bụt rất rõ, chúng ta ai cũng có hạt giống của cái chất thánh đó, đó là chánh niệm. Khi mà chúng ta biết uống nước trong chánh niệm, khi mà chúng ta biết ăn cơm trong chánh niệm, khi mà chúng ta biết ngồi biết thở trong chánh niệm, là chúng ta đang làm, đang chế tác cái chất thánh đó trong ta. Chúng ta đang cultivate, we are cultivating the holiness, that kind of holiness within us. Chúng ta thử viết chữ thánh lên để chơi. Chữ thánh đó, nó có cái lỗ tai và nó có cái lỗ miệng, và dưới nó là có cái chữ vương, nghĩa là vua. Thế nhìn vào trong tâm của người xưa để thấy họ, họ hiểu chữ thánh như thế nào. Thánh theo họ là làm chủ được cái lỗ tai và cái lỗ miệng của mình, làm vua được cái lỗ tai của mình. Nếu mình biết lắng nghe trong chánh niệm để có thể hiểu được những đau khổ và những ước mơ của người kia và những ước mơ sâu sắc của người kia, nếu mình có thể nói được cái lời ái ngữ mà dẫn đường được cho họ ra khỏi nếu tâm tối, thì là mình có chất thánh. Sư chú là một sư em. Sư chú có khả năng lắng nghe sư anh hay không? Sư chị hay không? Nếu sư chú có khả năng lắng nghe để hiểu thấu được những cái đau khổ của sư anh hay sư chị, là sư chú có chất thánh ở trong con người của sư chú. Đây là một điều rất rõ ràng, không có nghi ngờ gì cả. Và thầy sẵn sàng chấp tay để gọi sư chú là Your Holiness. Tại vì sư chú có khả năng lắng nghe và hiểu được những cái khổ đau cùng những ước vọng của sư anh mình hay sư em mình hay là một người khác. Sư chú có khả năng nói lời ái ngữ không? Nói lời ái ngữ không có nghĩa là không nói sự thật. Mình có quyền nói sự thật, mà mình có bổn phận phải nói sự thật. Nhưng mà nói sự thật lúc nào và như thế nào để người kia có thể tiếp nhận được. Chứ còn nói sự thật mà người kia nổi sân đùng đùng lên và không bao giờ tiếp nhận cả, mà thù hận mình suốt đời, thì cái đó cũng chưa phải là cái nghệ thuật của ái ngữ, của chánh ngữ. Có khi thầy đã nói, có khi thầy có một cái điều muốn nói với người học trò đệ tử, nhưng mà thầy phải đợi 3 tháng sau thầy mới nói. Tại vì thầy biết rằng nói trước 3 tháng thì nó chưa phải là chánh ngữ. Bởi vì vậy trong thương yêu nó có sự kiên nhẫn, nó có sự chấp nhận. Và vì vậy cho nên chữ khẩu ở đây nó có nghĩa là khả năng nói được sự thật, có thể hướng dẫn được người kia, có thể làm cho người kia có niềm tin, có hạnh phúc. Và nếu sư chị có khả năng nói được như vậy, thì trong sư chị có chất thánh, và thầy sẵn sàng chấp tay lại gọi sư chị là Your Holiness. Và tu tập có nghĩa là làm cho cái chất thánh nó lớn lên, nó phát triển trong đời sống hàng ngày. Và trong danh từ Phật học á, chúng ta tu tập là chúng ta thuộc về dòng dõi của các bậc thánh. Tất cả chúng ta đều khi mà phát tâm tu học theo chánh niệm là chúng ta đã đi vào trong dòng dõi của các bậc thánh, và chúng ta phải làm cho cái dòng dõi đó nó tiếp nối. Và đó là danh từ Thiệu Long Thánh Chúng. Thiệu Long Thánh Chúng tức là làm cho cái giống nòi của thánh chúng
làm cho cái chủng loại của cả bậc thánh nó được tiếp nối và nó được sáng lên, lớn lên, gọi là Thiệu Long Thánh Chủng. Thiệu Long Thánh Chủng là cái bộ phận của sư chủ, Thiệu Long Thánh Chủng là cái bộ phận của sư cô. Mình là học trò của Bụt, mình là học trò của Tổ, mình là học trò của Thầy, mình phải biết sứ mạng của mình. Sứ mạng đó là làm nối tiếp và sáng rỡ lên cái dòng giống của các bậc thánh.